không? Còn đồng đạo chúng ta đang tu tập đây nè, tôi dám chắc rằng để hen đứng về cái phương diện nhân viên Phật pháp, quý vị mình kiếp trước đó hen có tu trân trọng rồi, giống như bây giờ tôi làm công tác bỏ cuộc. Mà khi bỏ cuộc rồi bây giờ trở lại nè, trở lại bây giờ coi như là bắt đầu bắt cái lô mới nữa nè, thấy không? Hiện giờ bắt cái lô mới nữa. Vậy thì bây giờ nếu như kiếp này mà chúng ta không tu cho trọn vẹn hen là kiếp sau chúng ta bắt lô mới nữa. Cô bác anh em chung đạo, phải không? Xưa kia cũng lắm duyên trì, cho nên trôi nổi đến kỳ này đây. Là lúc trước chúng ta tu không trọn vẹn gì, linh hồn chưa được hoàn toàn trọn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai làm con người trong thế gian. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta kiếp này mà bến giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay dí gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông đạo, khó mấy cốt công tu sẽ đắc. Vậy thì ở nơi đây Đức Thầy nói qua cho chúng ta biết là phải giữ chí bền. Do chị Sáu Thí đặt ra, xin kính mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh tư, trong cái giới tu hành tín đồ ai cũng muốn diệt trừ tham sân si, nhưng mà cái bệnh này nó luôn khuấy động con người tu, thì xin phin giải trừ và cho em cách đối trị là tham sân si ạ. Là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, em hỏi hai ý nhưng mà nếu hết giờ thì huynh tư trả lời ngắn gọn cũng được. Là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới vững trần ai, chuyện cao sâu Phật pháp còn dài, khó kiếm được chữ không không mà có. Dạ em xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hai ý anh muốn trả lời cái nào thì dạ. Kính thưa quý vị, đề tài này đề tài sau cùng, thời gian chỉ 30 phút thôi đồng đạo, rồi sau đó chúng ta cúng. Giờ xin kính mời chú Tư. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chẳng phá tay đây chứ quý vị. Và cái tiếp theo của tiêu đề này là cái tiêu đề cuối cùng hen. Rồi đồng đạo mới nêu lên hai ý. Một á, là người tu chúng ta đó là bị tham sân si. Mà bị tham sân si này đó làm cho con người chúng ta không giải thoát được. Nên bây giờ có cách nào để mà diệt lòng tham sân si? Cô bác anh em chừng đạo, thôi giờ nói mau đi, thấy không? Tham sân si thì ai cũng có hết trơn, ít với nhiều à chị, không ai không có, phải không? Cho nên nếu như chúng ta tu đó phải diệt từ từ. Rồi bây giờ từ từ coi như là khi chúng ta diệt được tham sân si rồi, tất nhiên là tiêu, không? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả chư quý vị chúng tôi tham khảo nghe. Bây giờ cái lòng tham, lòng sân, lòng si, nếu như chúng ta tu mà không diệt được nó, nhất định rằng coi như là không về cái cõi Phật, cõi tiên nào được hết, không? Tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo giữ của đó, tương dư ích gì, không? Vậy thì bây giờ cái tham sân si đó đồng đạo hỏi chứ giờ muốn diệt đó làm sao vậy? Thôi giờ khỏi cần diệt, đổi thay thôi, không? Vậy chứ bây giờ cái lòng tham bây giờ ở đâu diệt nha? Rồi cái sân ở đâu mà đem ra để diệt? Rồi có suy ở đâu để mà diệt? Nếu như chúng ta biết được cái điều đó thì bây giờ bất quý tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ lòng tham lòng sân nổi lên, mà sợ mình giác ngộ chậm. Khi mình giác ngộ rồi tất nhiên là tham sân si đâu còn, mà tại mình không chịu giác ngộ, mà những cái gì nó đến với mình rồi đó hen, là trong khi đó cái bắt đầu cái mình ăn năn hối ngộ ha, nấu phải dè. Nhưng mà trong khi đó chúng ta không lượng trước, không dè trước để đúng chuyện, bắt đầu trong khi đó bắt đầu mới dè không à, không? Có một lần nọ Đức Thầy ở trên Sài Gòn, cô bác anh em chồng đạo đi với ông thầy giáo Khương, rồi Đức Thầy mới chạy chiếc xe coi như là cái cổ cơ rê, coi như là trong khi đó xe đoàn dông. Mà nó có lạ cái chiếc xe đoàn dông của Đức Thầy đó hen, gắn cái dè trước.
trong khi đó ông giáo Khương nói dạ thưa thầy, hồi nào giờ con thấy xe gắn về sau không gắn hết, gắn hai về, có đâu mà gắn cái về trước vậy? Cái đức thầy mới trả lời, tôi nói cho ông biết đó, là cái chiếc xe tôi ý là tôi gắn về trước như vậy đó mà còn không xong. Không, quá anh ấy dừng đạo. Vậy thì bây giờ về trước đó là sao? Nghĩa là cái việc gì bắt đầu nó xảy đến với mình là mình phải về trước nha chị, mới về trước mới được, chứ đừng có về sau. Mà tới chừng về sau bắt đầu đụng chuyển ra cái ầm, nó phải tôi về là đụng chuyển đầu bể việc đầu. Không, vậy thì bây giờ mọi việc gì chúng ta coi như là phải thận trọng trước. Mà thận trọng trước tất nhiên là tham sân si không còn nữa. Không, nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết muốn diệt được cái nguồn gốc của tham sân si là chúng ta phải tu sao đây? Hầu nó mau đi, chứ thật sự ra tham sân si giải nó rất rộng, thấy không? Nhưng mà nó mau thôi, niệm Phật ha, không có gì chân trời. Mình niệm Phật tất nhiên là tham sân si gì không còn, đúng, đúng. Có không? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết nè, nguyên văn Đức Thầy nói là niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật, đúng không? Phải biết bốn đại đức của chư Phật. Và làm sao ta có thể đạt được bốn đức ấy? Ta cũng nên, nên vậy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Để gì? Để độ tham sân si. Vậy thì bây giờ muốn diệt được tham sân si phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, vậy thôi. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn diệt được lòng tham là phải bố thí. Thì Đức Thầy cho chúng ta biết muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí nha, phải bố thí việc lòng ích kỷ. Mà nếu như tâm chúng ta còn ích kỷ hoài, hỏi quý vị mình coi như lòng tham làm sao mà mình diệt được? Không, nào mà cứ nói tôi muốn diệt lòng tham không mà, mà không chịu bố thí. Không, cho nên cái tánh ích kỷ đó tất nhiên là sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn, có ý ghét canh, thấy ai kém, sanh tình hung hiếp. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muốn dắt chài ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước mà vẫn không động chút lòng thương. Vậy thì bây giờ muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, nhân diệt lòng ích kỷ. Thì bây giờ lòng ích kỷ chúng ta không còn, lòng tham nào còn nữa không? Rồi bây giờ muốn diệt được lòng sân đó là sao? Thì bây giờ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Tất nhiên là chúng ta phải phải nhẫn nhục, phải nhẫn nhục mới diệt được lòng sân. Thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết, ai chửi mắng thì ta dạ điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Mà sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Thì rõ ràng không? Là nhẫn nhục để mà chúng ta diệt được lòng sân. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói trong một sân nộ nè, quý vị mình nghe lại đi, là cái tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên lầu người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù quán dễ trần, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Rồi Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái cách để mà diệt lòng sân, đó là diệt được nó tâm trần thông thả. Và sao nữa? Ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thần lương vẻ mặt du tư, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Vậy là khoan dung, tha thứ, nhẫn nhịn là chúng ta vượt được lòng sân, thấy không? Rồi bây giờ muốn trừ si đó là sao? Là phải trì giới, bố thí, trì giới, nhẫn nhục thì chúng ta mới vượt được lòng si. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết, việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm tránh trực không an. Đừng bả đâu tin bước nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. Đó, vậy thì đó là cái cách của Đức Thầy chỉ cho chúng ta việc. Nhưng mà bây giờ tham sân si là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục để độ tham sân si, thấy không? Nhưng mà trong ba cách đó chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi nghe chị. Bây giờ nếu như chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi, lòng tham cũng không cần. Cứ việc niệm Phật đi, lòng sân cũng tiêu. Cứ việc niệm Phật đi, lòng si cũng hết, không còn trân trọng. Mỗi một niệm Phật tất nhiên là lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật ắt lìa tất cả các niệm chúng sanh. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta thường xuyên niệm Phật,
không còn cái gì mà đến với chúng ta hết là tham sân si không còn. Mà tham sân si không còn rồi tất nhiên là cái về cái cổ Phật dễ có bác anh em dùng đạo. Thôi thì bây giờ coi như là cái tiêu đề này gọn gọn như đây nghe, gọn gọn ý chính dĩ thâu để bàn cùng tất cả chứ quý vị phải không. Bây giờ đến cái chỗ là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải không? Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng mới rảnh trần ai. Vậy thì bây giờ trong cái bài Sa Đéc mà Đức Thầy viết vào năm 1940, Đức Thầy viết ở tại Sa Đéc, có tất cả là 172 câu mà giờ đồng đạo trích ra trong đây một đoạn á cho chúng tôi bàn. Vậy thì bây giờ mời nghe, mời tất cả đồng đạo cùng với chúng tôi tham khảo. Quan trọng trong cái chỗ này là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh. Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết chốn Phật đường là cái chốn nào, ở đâu? Hồi no mau đi. Phật đường tức là nhà Phật, khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Mình tưởng Phật đường là ở chùa, Phật đường là cánh Phật, Phật đường tất nhiên là cái chỗ mà mình là đến tới lui để tu tập. Nhưng không ngờ Phật đường ở tại nhà mình nè, không, tại nhà mình là Phật đường. Mình thờ Phật Tam Bảo nè, đường là nhà nè, như là Phật đường tất nhiên là nhà Phật nè. Hàng ngày chúng ta cúng lại nè, hàng ngày chúng ta chiêm bái nè, hàng ngày chúng ta niệm Phật nè, hàng ngày chúng ta công quả là ở tại nhà mình nè. Chớ có nhiều khi quý vị cứ như là nói thôi giờ chốn Phật đường lại tới chùa hả, trao đức hạnh, không, chốn Phật đường bây giờ cứ như là lại tới cái đạo tràng á, chỗ đó mới Phật đường. Mình giữ nết nghiêm trang, hạnh đức nghiêm chỉnh để mà chúng ta thực hiện qua cái vấn đề đức hạnh. Nhưng cái chỗ này quý vị mình được biết cái câu này Đức Thầy nói chốn Phật đường ráng trao đức hạnh là ở tại gia đình của mình có Phật đường, con lành mau lại Phật đường, cùng Thầy cộng hưởng một giường từ bi, tất nhiên là chúng ta trở về con đường đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây tất nhiên là chốn Phật đường, tất nhiên là chúng ta trở quay về con đường đạo hạnh ở tại gia đình của mình. Mỗi người chúng ta đều có một cái chùa hết, nghe không? Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết đấy hen, chùa có tăng, có ni, có sa di, có chú tiểu, đúng không? Thì trong gia đình của mình ông chồng nó tất nhiên tăng á, không, bà vợ tất nhiên là ni đó, rồi bây giờ mới chú tiểu á, con của mình đó sa di, không, vậy thôi. Rồi hàng ngày chúng ta coi như là tu trong chùa vậy đó. Tất nhiên là bây giờ quý vị mình được biết á, hồi xưa chùa coi như là ở xa xa có một cái, nhưng đối với Phật giáo Hòa Hảo mình bây giờ đó hen, là chùa của Phật giáo Hòa Hảo mình gọi là Tam Căn Tự, là cái chùa ba căn, cái nhà chỉ có ba căn, tất nhiên là ba căn nhà tất nhiên là chùa Tam Căn Tự, thấy không? Thì bây giờ hàng ngày chúng ta như là săn sóc cảnh già, làm trao luyện đức lành dồi mài trí tuệ, tất nhiên là chúng ta cúng lại hàng ngày nè, chùa không đó có khả năng trong đạo. Vậy thì bây giờ là Phật tử ở chùa hai chẳng sự tu hành cũng vẫn như nhau, vô gì chớ chẳng sắc màu Phật đâu cũng có chỗ nào là không. Vậy thì bây giờ ráng trao đức hạnh chỗ này nghe. Ráng trao đức hạnh đó là sao? Có nhiều khi quý vị mình ở trong gia đình của mình, đối với cha, đối với mẹ mình đó, cô bác anh em chung đạo, mình nghĩ tưởng rằng trong khi đó trong gia đình mình quá lần lã, không chịu trao đức hạnh, ra ngoài cung cung xá xá coi như là đối với cô bác, đối với xóm điện, mà ông bà cha mẹ của mình ở trong nhà vậy đó, mà trong khi đó mình nói chuyện ngang ngang không, không, rồi chồng vợ cũng vậy, trong khi đó nói chuyện ngang ngang với nhau không, không có giữ cái lề lối là đức hạnh. Nếu mà giữ lề lối đức hạnh là cái người nữ đối với người nam, người vợ đối với người chồng, trong khi đó là trong khi đó phải có một cái chỗ đạo đức, là đức hạnh là trong cái chỗ này nè,
mà mình không có giữ được cái đức hạnh đó các bác anh em trong đạo. Mình nói chuyện với nhau mình coi thường, không có chịu tôn kính gì hết trân trọng. Cho nên cái chỗ này đức thầy cho chúng ta biết là phải chào đức hạnh cái chỗ này. Động dung châu truyền lễ giả, hạnh đức chi chí giả, có nghĩa là nếu như chúng ta cử động toàn thân hàng ngày chúng ta trao đức hạnh, thì bây giờ không phải coi như là riêng ở chùa ở chiền, mà bất cứ là ở nơi đâu coi như là chúng ta cũng phải trao đức hạnh. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên, là chúng ta cần phải tập chuyên trong hàng ngày. Chúng ta phải có hạnh đức, là Phật tử phải là có hạnh, làm gương cho bá tánh soi chung. Đạo thì có hạnh đi cùng, hạnh không thì đạo chẳng dùng vào đâu. Cho nên người tu chúng ta cứ như là có hạnh mới được. Đạo có hạnh mới gần học đạo, mà tu không hiền ai bảo là tu, mà đạo không hạnh là tiêu diệt đạo, mà tu làm hung là đảo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội lường gạt Phật mà dễ dầu gì tiêu. Cho nên cái đạo cần phải có hạnh. Cho nên qua câu này đức thầy mới nói chốn Phật đường là ở tại gia đình của mình, ráng trao đức hạnh. Tất nhiên là bây giờ người tu chúng ta, nếu như người nữ phải có đức hạnh là phải có tam tôn tự đức, tất nhiên là đức hạnh của người nữ là vậy. Còn cái đức hạnh của người nam tất nhiên là phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, có hiếu đệ, lễ nghĩa, liêm sĩ, trung tính, đâu đó đàng hoàng, đó là đức hạnh đó. Đó tất nhiên là chúng ta phải trao, đó là chốn Phật đường, ráng trao đức hạnh. Rồi bây giờ qua câu sau đó là phải bền lòng mới rảnh trần ai. Bền lòng đó là gì? Tất nhiên là không phải trong khi đó là chúng ta tu trong một ngày, một tháng, một năm, hai, ba chục năm, mà chúng ta phải tu cả cuộc đời của mình. Tu cao cả, ráng tu đừng chán tu, chớ nên kể tháng kể năm trên đường tu, phải chung thủy nhất tâm, sống thác quyết tu tầm cho đến Phật. Vì tất nhiên là mới bền lòng, mà nếu như chúng ta không bền lòng thì sao? Thì đức thầy cho chúng ta biết, nếu như ai không bền lòng là chúng ta tu trong thời gian rồi bỏ cuộc. Ít ai giữ đặng chí bền, thấy không? Ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trâu, đi xa mà tới mấy hầu đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên. Là đức thầy kêu gọi cho chúng ta phải bền lòng. Vậy thì bây giờ bền lòng đó là sao? Là việc đạo đức bất cần thối thắng, không? Chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Vậy thì bây giờ nếu như sự tu chúng ta là không cần thối, không cần thắng, mà chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi, bền. Mà bền tất nhiên là thành công. Mà nếu như chúng ta tu mà thiếu chữ bền rồi là tôi dám chắc cùng tất cả chứ quý vị, là bán đồ như phải hết, không bao giờ thành công. Thọ tử ỷ ma chân nằm ngủ không bằng rùa lũ khủ bò đi, niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Mà sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành, mà có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài, cố đi mãi đường dài gút ngắn, còn nghĩ luôn đó lộ cận quá xa, nên hư bởi tại mình ra, chớ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Cho nên quan trọng người tu chúng ta đó nghe, là có được chữ bền. Còn nếu như chúng ta tu mà không được chữ bền hen, quý vị mình tu dục tóc, tu mau cách mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ thành công được. Cô bác anh em trong đạo, tôi nhớ bản thân của tôi hồi lúc trước đó, cô bác anh em chỉ đồng đạo học ở trong trường đó hen, nói về vấn đề văn hóa bạn tôi còn phải copy thôi, không? Rồi sau trong thời gian tôi học rồi, coi như là vì cái hoàn cảnh gian dở, thiếu tiền thiếu bạc, cho nên bắt đầu mới nghĩ. Mà tới chừng mà nghĩ hen là tôi đi làm công tác rồi đó, là cho nhà nước, cô bác anh em trong đạo, thấy thằng bạn ở tôi lúc đó nó học tệ hơn tôi hết sức, mà bây giờ nó làm thầy giáo, còn tôi bây giờ đi làm công tác, hết sức coi như là nó buồn. Là tại vì mình thiếu cái chữ bền, thấy không? Chẳng những mà thiếu chữ bền đó, bắt đầu đi làm công tác, bắt đầu một lô vậy đó hen, là 8 người vô một lô, mà làm trong khi đó 7 ngày mà mới làm được có 3 ngày, rồi mấy người kia làm không bền nó bỏ cuộc, mình cũng bỏ theo luôn, bỏ về luôn, không đeo đuổi, coi như là cái cuối cùng đặng mà có cái giấy, thấy không? Tới chừng về rồi quý vị mình được biết đó hen, về trong khó có 10 ngày sau
nó bắt lại bắt làm mới là lãnh cái lô khác nữa. Lãnh cái lô khác, lãnh lô mới. Quý vị mình được biết ở đây chúng tôi muốn ví dụ, đây là cái chuyện thực tế của tôi, không làm không xong rồi đó hen, là bắt lô mới làm nữa, mình khiếu chữ bền, không. Còn đồng đạo chúng ta đang tu tập đây nè, tôi dám chắc rằng đó hen, đứng về cái phương diện nhân duyên Phật pháp, quý vị mình kiếp trước đó hen có tu trân trọng rồi, giống như bây giờ tôi làm công tác bỏ cuộc, mà khi bỏ cuộc rồi bây giờ trở lại nè, trở lại bây giờ coi như là bắt đầu bắt cái lô mới nữa nè, thấy không? Hiện giờ bắt cái lô mới nữa. Vậy thì bây giờ nếu như kiếp này mà chúng ta không tu cho trọn vẹn thì là kiếp sau chúng ta bắt lô mới. Cô bác anh em chung đạo, phải không? Xưa kia cũng lắm duyên trì, cho nên trôi nổi đến kỳ này đây. Là lúc trước chúng ta tu không trọn vẹn vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai làm con người trong thế gian. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta kiếp này mà bến giác chẳng tìm sang thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay dí gặp muôn ngàn khảo đảo cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông đạo, khó mấy cốt công tu sẽ đắc. Vậy thì ở nơi đây Đức Thầy nói qua cho chúng ta biết là phải giữ chí bền. Nếu như chúng ta không giữ được chí bền, bỏ cuộc, bỏ cuộc bắt đầu làm lại từ đầu nữa, tu lại từ đầu nữa, tu mới nữa, khổ lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta biết được điều kiện như trên, thôi thì bây giờ ráng cực khổ cỡ nào chúng ta cũng phải gắng giữ chí bền nghe. Đường đi trăm dặm đi được 90 xong mới là một nửa. Tại sao 100 dặm mà đi được 90 dặm rồi mà mới có nửa hả? Tại vì còn cái khúc sau nó mỏi mòn. Mỏi mòn rồi chúng ta bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc rồi tất nhiên là không thành công. Mà không thành công tất nhiên là bán đồ như phế. Mà đã bán đồ như phế tất nhiên là chúng ta coi như là cái sự tu tập bỏ dở. Vậy thì bây giờ qua câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta là phải bền lòng. Phải bền lòng chặt nẻo, sắc đinh ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt. Là chúng ta phải bền lòng mới được cô bác anh em trong đạo. Dầu khó dầu cách mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng kiên trinh, cố gắng nhẫn nại để mà chúng ta phải bền lòng. Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng, ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới được. Mà nếu như chúng ta mà thiếu chữ bền rồi là đâu có thành công được đâu, phải không? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở đây chúng tôi coi như là cùng tất cả chư quý vị tham khảo qua cái chỗ này, là từ đây trở về sau hãy cố gắng bền chí của mình để mà chúng ta thành công. Hồi xưa có ông Ngô Công, ông thấy cái dãy núi á, là hàng ốc, mà cái tuyến đường đi ngang qua như vậy đó hen, là phải trải qua coi như là mấy chục dặm gì của bác anh em chung đạo, khó đi qua lắm. Rồi bây giờ ổng á mấy coi như là khởi ra cái ý bây giờ phải đục ngang cái núi, một cái núi coi như là hàng ốc ấy, tất nhiên là trong thời gian coi như là đi qua cho nó mau. Lúc bây giờ đó nghe, người ta bắt đầu mới bàn bạc với ổng, nói trời ơi cái ông già quá già rồi, mà cái núi thì lớn, mà ông đục chừng nào mới xong. Ông nói bây giờ tôi cứ việc tôi đục mãi, đời tôi không xong còn con tôi không xong cháu tôi, cứ việc đục hoài thế nào cũng xong nha. Vậy bắt đầu ông vẫn tiến hành ông đục, mà thiệt coi như là ông đục trong thời gian rồi người ta thấy vậy, người ta tiếp vô viết rồi coi như là cái dãy núi hàng ốc đó coi như là được đục trổ qua luôn, nha không? Vậy thì bây giờ nếu như ông Ngô Công đó mà ông bền lòng ông đục được cái dãy núi hàng ốc như vậy thì mình bây giờ mình cũng vậy. Không có anh em dùng đạo, thấy không? Cho nên là hành lộ nan phi tại thủy, phi tại sang, chỉ tại nhân tình phản phúc nan. Có nghĩa là chúng ta trên con đường đi khó không phải tại núi, cũng không phải tại nước, mà tại nhân tình con người chúng ta không chịu bền chí mà thôi. Nha. Cho nên nếu như chúng ta bền chí rồi là cái nào cũng thành công hết cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là qua cái câu này là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng.
bền lòng mới rảnh trần ái. Mà nếu như chúng ta bền lòng, tức như là trong giai đoạn đầu, thì sau này chúng ta mới được thoải mái, phải không? Rồi chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Thôi thì hai câu sau thiếu lại đi ha. Vậy thì bây giờ trong khi đó chúng ta phải bền lòng để mà tìm Phật trong tâm. Phải như vậy mới được cô bác anh em trong đạo. Thôi thì bây giờ trên con đường đạo chúng ta đang tu tập, Đức Thầy ra đời lâm phàm cứu độ cho tất cả các chúng sanh, và mong rằng tất cả mọi người người chúng ta tu tập phải giữ vào trong lòng của mình một cái chữ bền, để mà sau này được thành công kết quả. Vậy thì bây giờ bất cứ là ai đi mau đi chậm, đi bằng cách nào không biết, đi bằng đường lối nào không biết, đi thuyền đi bộ thì người, miễn về tới chỗ được rồi ơi con. Nhưng mà đi cách nào cách, nhưng mà chúng ta phải bền, không? Phải bền tất nhiên là chúng ta mới được thành công. Còn bằng không nữa tất nhiên là chúng ta bỏ cuộc, ha. Mà nếu muốn bền lòng như vậy thì bây giờ chúng ta coi như là phải vượt qua những chướng ngại, những khó khăn, những thử thách, những cái gì đến với chúng ta mà chúng ta cố gắng vượt qua được thì mới gọi là bền lòng. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ cái người tu chúng ta coi như là trên con đường hành đạo, không biết bao nhiêu những trở ngại, những cái khó khăn, mà nếu như chúng ta không cầm bằng lòng được, tất nhiên là chúng ta bỏ cuộc. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta phải bền lòng như thế này, là dầu cho lăn lóc ráng kiên trình, đúng không? Dù cho lăn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc nàng tái, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao khoen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mớ, thì phàm trần vạn kiếp kiếm một lần. Vậy thì bây giờ nếu như mà chúng ta coi như là cố gắng bền lòng, phải kiên trinh, phải chịu đựng, phải gian nan thử thách, là chúng ta mới vượt qua một tất cả. Mà muốn vượt được như vậy là người tu chúng ta là phải chịu lì, phải chịu nhẫn nại, phải chịu người ta chê bai đủ thứ để mà chúng ta vượt qua, thấy không? Vậy thì bây giờ mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hòm để qua. Còn nếu như chúng ta mà không chịu bền lòng, không chịu kiên trí, không chịu niệm Phật, không chịu hành đạo, gặp phải hoàn cảnh thử thách khó khăn đó vượt qua không nổi, rồi nao núng coi như là chịu đựng không được. Mà chịu đựng không được tất nhiên là bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc tất nhiên là không lập chí. Mà không lập chí được tất nhiên là chúng ta chờ dời, thấy không? Nên Đức Thầy mới sợ cho chúng ta ba điều. Mà ba điều đó Đức Thầy mới nhấn mạnh cho chúng ta biết, đó là ba cái điều mà chúng ta thường bỏ cuộc, không có chịu tu được. Cô bác anh em dùng đạo. Một, đó là một là sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, sợ mình coi như là bỏ chí hướng của mình, không? Rồi bây giờ cái sợ thứ hai nữa Đức Thầy mới cho chúng ta biết sợ. Sợ gì? Trong khi nó sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tuôn, không? Sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, quên những câu chánh kỵ qua nhân. Cho nên khi chúng ta coi như là trong khi đó gặp hoàn cảnh đang tu coi như là ngon lành gì, bị thiếu nợ, không? Bị bể hụi, bị đau bệnh, bị tai nạn, buồn đậu chi, trường hợp này là chúng ta bỏ cuộc hoài, không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu hành đó, thì bây giờ nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Đức Thầy nói là sợ cho lắm kẻ trang hòa lý tuôn, sợ nhiều kẻ giả buồn đậu chi. Thì bây giờ nếu như chúng ta giả buồn đậu chi rồi, bây giờ trong khi đó làm sao chúng ta tu tập được, giữ được cái chi bệnh? Nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta phải giữ chí hướng của mình bằng cách là huyên bổn đạo, lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yến kiến Phật trời. Huyên bổn đạo, lập thân nuôi chí, tức như là nuôi chí hướng của mình, đặng chờ ngày yến kiến Phật trời.
hoặc giả là ai muốn gần bệ Ngọc Cát Lân thì hãy ráng lập thần nuôi chí, phải nuôi chí hướng của mình. Vậy thì bây giờ nuôi chí hướng của mình, tất nhiên là chúng ta nuôi cái chí để mà chúng ta để chờ ngài ý kiến Phật trời bất cứ nơi dung trời, không? Vậy là nuôi chí hướng của mình, tất nhiên là chúng ta phải nuôi cái chí sao đây? Vậy thì bây giờ nuôi chí hướng, tất nhiên là chúng ta phải nuôi cái chí của mình cho đến cái ngày mà cuối cùng chúng ta vẫn còn tu, vẫn còn hành đạo, là cái chí hướng mình mới còn được. Cô Ba Canh Trần Đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta, nếu như ai có chí là chúng ta phải giữ cái đạo trung kiên nghiệt khí, giữ cho nó tròn. Đó là Đức Thầy nói trong cái bài tự tháng từ mang một tấm áo vàng, mùi thiền đã thấm, ơn nhà lập phai, sống sanh rau phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân, đúng không? Đó là mình giữ mà được chí bệnh của bạn không? Một đời một đạo đến ngày chung thân, tất nhiên là cả cuộc đời của mình, của bác anh em chung đạo. Vậy thì bây giờ coi như là qua câu này của bác anh em chung đạo, là cuối cùng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sau này chúng ta muốn được gặp thầy, muốn được gặp Phật, muốn được gặp thánh, muốn được gặp ông tiên, không có chi hơn là chúng ta giữ chi bền. Có khổ khó mới dạy công cao quả, không nhọc nhằn hạnh đức khó viên dung, đường đi xa nhưng gần với kẻ thủy chung, bước vào khó nhưng dễ với người kiên trí. Quả nào cũng phải kết tụ từ quá, có chua đắng mới ra đường mật ngọt, cảnh sống đâu chỉ hương thơm chim hót, bão giông qua trời đất lại tươi mạo. Cho nên bây giờ chúng ta chịu khó khổ vậy đi, rồi sau trong này là Đức Thầy sẽ ban ân huệ cho chúng ta. Hết lâm nguy là đến lúc khải hoàn, tất nhiên là lúc đó là chúng ta được yên tình. Vậy thì bây giờ chúng tôi coi như là trình bày qua 4 câu giảng này, nhưng mà thiếu 2 câu còn thiếu lại, là chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài khó gặp chữ, không không mà có, là còn thiếu lại, thời gian nó hết. Vậy thì bây giờ trong buổi trao đổi Phật Pháp hôm nay, chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị mà ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp suốt trên dưới gần tiếng gửi đồng hồ, và được 5 cái đề tài, và tất cả chứ quý vị mình ủng hộ Phật Pháp suốt trong thời gian. Và buổi hôm nay trao đổi Phật Pháp này, chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp, nếu có được chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thái, cầu nguyện cho cỡ quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người qua dạng được nương vào công đức lành này, hạnh lành này mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tâm bảo, luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chứ quý vị, thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chứ quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày long hoa đại hội tần dân thánh đức lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.